Thôi chào, chào anh chị nhá. Em hiệp trên công ty vệ sinh T&H Việt Nam. Bên em chuyên nhận vệ sinh công nghiệp ở Ba Vì anh chị nhá. Anh chị nào có nhu cầu vệ sinh công nghiệp ở Ba Vì thì liên hệ bên em nhá. Ê, ông xịt cái máy luôn nhá. Bây giờ đang đến công đoạn là xịt rửa anh chị ạ. Nói chung là làm vệ sinh vất vả lắm anh chị ơi, nhưng mà được cái là cũng là một nghề rất là tốt, kiếm sống rất là tốt anh chị ạ. Chị nào có nhu cầu thì dùng vệ sinh công nghiệp ở Ba Vì thì liên hệ với bên em nhé.